À, nè, bắt cái mông cho đều nè, bắt cái mông cho đều rồi, yên chưa? Rồi. Sao mày vô đây làm cái gì vậy? Em học thể dục thể thao ra thất nghiệp anh ơi. Thì thể thao ra không có việc làm. Bây giờ vô trường dạy giáo viên á thì tháng được có 3-4 triệu không đủ sống. Đó, giờ đi theo nghiệp BT cho nó giàu, nó vô nó quăng nguyên bài thể dục ra luôn, khởi động trong game. Vlog thực hành. Thiết thực. Cụ thể. Châm biếm, hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao. Gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Bây giờ tập chân á, có mấy thằng vô khởi động vậy tốn thời gian mà không cần đâu. Mà tôi thấy cái bằng đá banh đi nha. Đá banh để khởi động vậy bố. Có mấy thằng BT vô dạy cũng ba gai, nó vô dạy con người ta khởi động vậy chứ vậy nó cũng không bảo đảm gì trật khớp đâu. Đúng không? Gym là gì? Gym là những cái bước đi bình thường thôi, mà đi bình thường mà không trật khớp, lẽ mà vô phòng gym mà đi bị trật khớp. Đó, giận cũng được thôi, mày rảnh thì mày cứ làm. Nhưng mà anh Duy Nguyễn chỉ nói là cái này nó không cần thiết. Mày thích thì mày làm, có thằng làm gì nữa. Chạy chạy bộ hả ba, chạy bước nhỏ hả? Đúng làm ghê lắm. Nó khởi động cho cái này không hết mẹ giờ. Đó, nhưng mà phần tập chân bạn biết cái gì quan trọng nhất không? Cái khớp gối là quan trọng nhất nè, khớp hông nè, khớp lưng nè. Ba cái đó quan trọng nhất. Bây giờ khớp lưng á chúng ta phải khởi động kiểu này. Bài quyền thổ Duy Nguyễn, thằng nào ăn cắp phì bọt đó chăm. Cái cú khởi động này là của Duy Nguyễn nha, bảo đảm không ai có đâu. Nếu mà trên mạng ở nước ngoài nó có đó là sự trùng hợp ý tưởng thôi nha. Không khởi động, khởi động cái này tác dụng để làm gì? Nó giúp bạn khỏe cơ co đó, và giúp cho bạn cuộc sống sau đây nè nó trơn tru ly, nó không có bị chấn thương. Lắc đi em, hỏi sao bé em lắc lắc vậy, giữ hai chân lên nha má. Thằng lắc nè, vô nói ai anh Duy Nguyễn chỉ, mới lên mạng đâu có chọi đá mà đâu chọi tao. Nói anh Duy Nguyễn chỉ vậy nè. Vậy đứng à, nè, bắt cái mông cho đều nè, bắt cái mông cho đều rồi, yên chưa? Xoay. Bao giờ trong đầu bạn phải tập cái tướng đứng thẳng vậy nè. Đó, thẳng nha. Thẳng mà đầu gối không khóa khớp. Đó. Chân mở chữ V bình thường. Đó. Mà các bạn có biết tại sao hôm nay là chúng ta quay lại bài quát quyền thoại không? Tại chẳng qua là khoe cái máy đắt tiền này thôi. Cái máy đắt tiền thì không phải phòng nào cũng có. Xin trân trọng giới thiệu là các đồng chí, không phải ai cũng dám chơi nha. Đó, mà ở đây là BBT quận 12. Mà nói tới quận 12 ở Sài Gòn là gì, nó như ở khu ngoại ô với bạn. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh, cái lò xưa rồi. Bây giờ có một cái building cao sừng sững giữa trời, gió thổi lồng lộng. Nói không tin đúng không? Mấy em tập đi, 5 giờ chiều. Tụi em đứng ra cửa sổ coi, bảo đảm treo. Lý do là sao? Gió mạnh quá, thế thôi. Mà dám đầu tư cái máy này, vùng ngoại ô mà dám đầu tư cái máy này với mức học phí 500 ngàn một tháng. Dân chơi là đây chứ đâu. Mấy em cứ tham quan thưởng lãm cái máy này hết đi. Hàng made in USA, đúng không? Nhập nguyên công, nguyên đai, nguyên kiện từ Cali phía trên về nha. Cali phía trên chứ phải Cali Lido Sài Gòn nha ba. Cali này là Ohio. Đó, cái này là gì? Khởi động là gì? Khởi động chân bài này rất quan trọng. Bởi vậy á, các mấy ông nội BT vô chỉ con người ta khởi động, bảo đảm với bạn khởi động những bài không hề quan trọng trong chân. Nó học mấy nó biết gì không? Dạ xin sao mày vô đây làm BT hả? Em học thể dục thể thao ra thất nghiệp anh ơi. Học thể dục thể thao ra không có việc làm. Bây giờ vô trường dạy giáo viên á thì tháng được có 3-4 triệu không đủ sống. Đó, giờ đi theo nghiệp BT cho nó giàu, nó vô nó quăng nguyên bài thể dục ra luôn, khởi động trong game. Khởi động trong game á phải có hai bài này. Cái gì là cái quan trọng thì gì mới chị? Thứ yếu gì bỏ nha. Bài thứ hai là bài này. Bài này nó căng cơ đùi sau. Bạn tập gym, bạn bị teo nhất cơ đùi trước và không chết, bạn bị liệt cơ đùi sau, bạn chết ngắt. Không tin đi, bữa nào thằng nào bị cơ đùi sau chụp rút một phát, một xoát nổi tao con mày. Cơ đùi sau cực kỳ quan trọng. Cơ đùi sau là cái cơ kháng lực, cái cơ chịu lực. Giống như mấy nhỏ nữ sinh bên Nhật Bản đó mấy em. Nó đứng xe bus, bên bệnh nó đông lắm, nó không có ghế ngồi đứng không à. Thấy sao mông nó to không? Nó đứng nè. Khi bạn đứng về đùi sau chịu lực hết. Đùi sau là cái cơ mà nó chịu lực suốt quá trình vận động của chúng ta. Nên chúng ta phải khởi động nè. Thấy không? Tướng này là tướng số mấy mấy em?
hạ xuống, hạ xuống, cái chân không có đổi. Cái chiêu là khó luyện lắm, thằng nào luyện được cái chiêu là vô gym bao đã rồi. Không, tại sao anh Duy thích, anh Duy thích đứng như thế này, tại vì quan trọng là anh Duy phao câu đẹp thế thôi. Đó, xuống, khởi động nha, khởi động. Đây là bài khởi động rất quan trọng, tập chân mà phải khởi động được 4 bài nha. Này, 2 bài rồi đó, 2 bài rồi đó nha, chút Duy chỉ thêm 2 bài nữa rồi ok. Khởi động bài thứ 3 là bài lăn bay Duy bộ bình thường thôi. Cầm cục tại chuông đi từ đây cuối kia nha, mấy em vô cầm cục tại chuông hai bên chừng 20 kg xách nước lên chùa thôi, rồi đi từ đây tới đầu kia xong rồi đi bộ xuống cầu thang về luôn đi, hết sức rồi, tập đâu có nổi nữa đâu. Còn bây giờ mình khởi động tại chỗ. Đó, một cái mày ngựa thì mày đổi chân cậy mày, tao là biến đúng không? Nó có đứa nó khởi động như nè, một cái xong rồi cái này là 2 cái, không có sai mấy em, đúng hết á. Mà mày ngựa tâm làm biến lắm, tao làm luôn đó. 1 cái rồi 2 cái rồi 3 cái rồi 4 cái rồi 5 cái 6 7 chột quá cho lẹ mày ơi. Tham dũng tao mệt quá đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 bài khởi động huyền thoại. Còn bài này bảo đảm không ai chỉ đâu, bài này của anh Duy Nguyễn. Bữa nay anh mới chỉ. Anh khẳng định với mấy anh mày luôn á, là trong cái kỷ niệm mà 6 năm làm clip hình của anh chưa bao giờ chỉ bài này. Theo tao quay. Thằng kia ở lại đi. Bạn muốn khởi động một cái bài huyền thoại đó đó, bạn phải có cái máy giống vậy. Bạn bỏ cái giò lên đây nè. Thấy không? Rồi. Nắc, lắc, lắc, lắc. Không cảm bạn nói chữ lắc nha, tại nó lèo lèo lưỡi ra chữ nắc. Lắc đó. Bài này có tác dụng nó căng cái cơ đùi trước của bạn cực kỳ đã luôn đó. Các bạn ngồi kiểu Nhật nó không bằng. Ngồi kiểu Nhật là ngồi mấy nhỏ mà mặc áo kimono đó bạn, nó ngồi nó chở lãnh chúa, nó chờ lãnh chúa ra xử á đó. Đó ngồi, ngồi kiểu đó thì nó căng mà nó căng tỉnh. Còn này bạn căng động nè, thấy không? Bạn lắc xuống nè, nè bạn bỏ cái giò xuống nè, nó bạn bỏ ra ngoài nó lắc cái máu ngoài, bạn để vô trong nó lắc cái máy trong, tùy muốn chỉnh đâu mà chỉnh. Hỏi sao bé không lắc lắc, 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 hỏi sao bé không lắc lắc. Ok ok, chia tay. Má tăng động quá bị đập đầu, không sao, đầu xịn, đầu xịn, đầu này nhờ uống John nha. Má mẻ cây luôn mày, ghê thiệt. Rồi qua đây, rồi qua đây. Bài khởi động bao đã luôn đó ba. Đó. Khởi động xong 4 bài này tập squat là ok. Chấn thương như đền. Không cách nào chấn thương được. Đó là mới là 4 bài khởi động quan trọng. Còn mấy cái bài mẹ tay này chạm mũi chân kia đồ. Rồi gì 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 đồ. Cái đó BT nó bào tiền thôi. Bởi vì chúng ta tập gym á, chúng ta phải biết cái nào là cái căn bản và cái nào là cái làm màu. Tôi tập tôi làm màu thoải mái, miễn trong cái làm màu tôi có cái căn bản là tôi đúng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.